cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ. Ngày 276. Là một ân phúc khi Chúa ban cho ta thiên thần bản mệnh để đồng hành với ta trên mọi nẻo đường. Có bao giờ chúng ta tự hỏi thiên thần đứng bên trái, bên phải, trước hay sau chúng ta? Làm sao chúng ta biết được chúng ta có thiên thần bản mệnh? Trong Tin Mừng Matthew, Chúa Giêsu đã nói rằng: anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đấng ngự trên trời. Chuyện kể rằng, vào một đêm khuya thanh vắng, một cha sở nọ phải đến sức dầu cho một bệnh nhân. Khi Ngài băng qua khu rừng âm u, Ngài cảm thấy sợ hãi và đã cầu nguyện với thiên thần bản mệnh. May mắn thay, Ngài đã đến kịp thời ban các phép và cầu nguyện cho bệnh nhân trước khi bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng. Thời gian trôi, có một tử tù sắp bị hành quyết muốn gặp cha sở đó, và anh ta kể lại: thưa cha, cách đây 10 năm, tại khu rừng vắng, lúc bấy giờ con đang là một tên cướp của giết người và đang bị truy nã. Con dự tính sẽ cướp và giết bất cứ ai con gặp. Và rồi con thấy cha. Nhưng thật là xui cho con, vì con thấy người đi cùng cha rất đẹp và rất cao to. Con chợt nghĩ đây không phải là đối thủ của mình nên đành bỏ cuộc. Trong tâm trí con luôn thắc mắc về người này: thưa cha, xin cha cho con biết người thanh niên đi cùng cha là ai, vì con thấy dung mạo của anh ta rất khác thường, hiền lành nhưng uy nghi làm con sợ. Sững lại trong giây lát, vị mục tử liền trả lời: chàng thanh niên đó là thiên thần bản mệnh. Người tử tù nghe thế liền khóc, ăn năn, hối lỗi và xin vị mục tử cho anh xưng tội và chịu các phép sau cùng. Thiên thần bản mệnh là món quà quý mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, như lời của Thánh Bernardo nói: người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Lời này phải khơi dậy nơi bạn lòng cung kính, đem lại cho bạn lòng sùng mộ và truyền đạt cho bạn niềm tin tưởng lớn lao biết chừng nào. Cung kính vì sự hiện diện của các ngài, sốt sắng vì lòng nhân từ của các ngài, tin tưởng vì được các ngài bao bọc chở che. Vậy các thiên thần hiện diện bên bạn, không chỉ hiện diện với bạn, mà còn hiện diện vì bạn. Các ngài hiện diện để chở che, hiện diện để giúp đỡ. Trích bài giảng của Thánh Bernardo trong Giờ Kinh Sách ngày 2 tháng 10. Lạy Chúa, thật hạnh phúc biết bao khi biết rằng trong mắt Chúa, chúng con là những công chúa, hoàng tử của Chúa. Vì chỉ có con cái của vua thì mới có người đi theo bảo vệ. Chúng con xin tạ ơn Chúa muôn muôn đời. Lạy thiên thần bản mệnh và lạy Thánh Bernardo, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày. Hôm nay là ngày lễ kính các thiên thần bản mệnh. Bạn và tôi hãy dừng lại ít phút để tự hỏi, đã bao nhiêu lần trong đời chúng ta nhớ đến thiên thần bản mệnh? Các ngài đóng vai trò nào trong cuộc sống chúng ta? Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta món quà vô giá này. Thank you.
thường đến bên tuổi anh. Này đoàn con cơ hàn trong sâu thương nát tan. Mẹ yêu hỡi đưa mắt nhìn, mẹ có hay xót xa ưu phiền. Xin mẹ thương ban xuống chúng con bình yên. Việt Nam thái.